Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Longlin Let's Learn. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục các nội dung trong Unit 1. Và trong clip này chúng ta đã đến với phần Skills, phần tập luyện các kỹ năng đó các bạn. Phần này chúng ta sẽ có 4 kỹ năng: đọc, nói, nghe, viết. Và trước hết chúng ta sẽ đến với phần đọc, phần Reading. Thế thì phần đọc này là một cái bài đọc rất là hay, liên quan đến những cái xung đột đó, những cái xung đột và chủ yếu là trong gia đình. Vậy thì những cái xung đột này nó đến từ đâu? Đây là một cái tựa đề của một cái bài đọc rất là hay. Và trong bài đọc này, trong clip này, trong video này, Mr. Longlin sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ giải quyết hai bài tập trong phần đọc, bài tập 1 và bài tập 2. Với bài tập 1 á, thì người ta đề nghị mình thế này: trước khi mình đọc cái bài văn của bài tập 2 này, đó, trong cái đoạn văn trong từ bài tập 2 này, đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái đoạn văn của nó như vậy. Trước khi mình đọc về cái đoạn văn đó thì người ta có hỏi nhỏ chúng ta thế này: bạn sẽ đọc một cái bài văn ở phía dưới đó, chúng ta đọc đó, về những cái xung đột giữa bố mẹ và những đứa con cái tuổi teen của họ. Đó, đây là xung đột trong gia đình giữa mẹ con, bố con, vân vân. Và việc của chúng ta, người ta hỏi thế này: bạn nghĩ những cái xung đột nào ở phía dưới đây mà bạn có thể tìm thấy trong cái bài văn? Đây, người ta liệt kê cho chúng ta rất nhiều cái xung đột. Và việc của chúng ta trước khi chúng ta đọc cái bài test này á, là chúng ta đoán thử, chúng ta xem thử trong khả năng trong bài test này người ta sẽ đề cập đến những cái xung đột nào. Và đương nhiên bây giờ thầy sẽ giúp các bạn hiểu những cái nội dung xung đột này, rồi sau đó chúng ta đọc cái bài văn đó thì chúng ta sẽ chọn được. Còn không, bây giờ các bạn cũng có thể đoán, rồi sau đó chúng ta kiểm tra. Các bạn có thể làm trước làm sau thì được hết. Đây, cái xung đột thứ nhất là bố mẹ và con cái của họ là sao? Có những cái khẩu vị âm nhạc này, cái sở thích âm nhạc khác nhau. Đó là thứ nhất, sở thích khác nhau về mặt âm nhạc. Âm nhạc này các bạn. Cái thứ hai là họ có quan điểm hoàn toàn khác nhau của bố mẹ về mọi thứ liên quan đến con cái của họ. Gần như là rất nhiều quan điểm khác nhau của bố mẹ mà khác nhau rất là lớn đó. Khác nhau rất là lớn về mọi thứ liên quan đến con cái của họ. Ok. Đó, những quan điểm khác nhau của các bố mẹ đó về mọi thứ liên quan đến bố mẹ, lớn hơn liên quan đến con cái của họ. Đó, cái điểm B này là nó trình bày là rất nhiều quan điểm khác nhau của các bậc phụ huynh đó, của các bậc cha mẹ đó liên quan đến những vấn đề của con cái của họ. Thế thì quan điểm thứ ba là cái sự phản đối của những đứa con, cái sự chống đối của những đứa con đối với những cái cách thức mà cha mẹ của họ đối xử với họ giống như là những đứa trẻ nhỏ đó. Đó, chúng ta xem. Và cái xung đột thứ tư là sự phản đối của cha mẹ đối với những cái quần áo của những đứa trẻ, của những đứa con của họ đó. Và cái tiếp theo là cái kỳ vọng của cha mẹ, những cái kỳ vọng của cha mẹ về cái việc sử dụng thời gian rảnh tốt hơn của con cái của họ. Có người họ mong cho con cái họ sử dụng thời gian rảnh tốt hơn. Và cái tiếp theo là những cái quan điểm vô cùng khác nhau của các bố mẹ về giáo dục và sự nghiệp tương lai của con cái của họ. Và cuối cùng là những bố mẹ và những cha mẹ và những đứa con có những cái niềm tin khác nhau. Ok. Và bây giờ Mr. Longlin sẽ giúp các bạn hiểu cái bài này, rồi sau đó chúng ta chọn những cái ý trong cái phần 1 đó thì cũng dễ thôi các bạn. Đây, mình giúp các bạn đọc hiểu xong thì chúng ta chọn rất là nhanh thôi. Xuyên suốt lịch sử luôn có những xung đột giữa cha mẹ và con cái tuổi teen của họ. Con cái tuổi teen của họ. Đó, một câu khẳng định là xuyên suốt lịch sử là luôn luôn có những cái xung đột liên quan giữa bố mẹ và con cái của họ. Và đây là sau đây á, là ở dưới này đó, là một vài những cái lý do chính và những cái sự giải thích. Thứ ba, giải thích trình bày. Bất luận là những đứa con tuổi teen của họ nó bao nhiêu tuổi rồi, nó lớn cỡ thế nào rồi, thì phần lớn nhiều bố mẹ vẫn đối xử với những đứa con đó như những đứa trẻ nhỏ. Đây là một câu đầu tiên. Có nghĩa là trong quan điểm, trong mắt của bố mẹ xem con luôn luôn như những đứa trẻ, dù nó lớn cỡ nào cũng vậy. Và vì họ cố gắng giúp đỡ con cái của họ để sao các bạn, để khám phá ra
nhiều điều về thế giới xung quanh. Và này, khi này, đó, khi hay là vì cũng được. Khi bố mẹ cố gắng giúp đỡ những con cái của họ khám phá ra nhiều điều về thế giới xung quanh, thì nhiều bậc phụ huynh đã vô cùng tin tưởng rằng là sao? Họ biết những gì là tốt nhất cho đứa con của họ, cho những đứa con của họ. Đó, ok chưa? Tuy nhiên, với tư cách là những đứa trẻ lớn lên, vì những đứa trẻ đã lớn lên thì chúng muốn sao? Chúng muốn độc lập hơn, chúng muốn tự lập, độc lập hơn và sáng tạo nên, tạo nên những cái quan điểm riêng của chính bản thân họ và tạo nên, thực hiện những cái quyết định của bản thân họ. Có nghĩa là họ không muốn nghe theo, họ muốn độc lập về suy nghĩ, độc lập về quyết định về tương lai. Họ không cảm thấy thoải mái khi cha mẹ của họ vẫn đối xử với họ như những đứa trẻ nhỏ. Đó, các bạn thấy chưa? Ngay cái đoạn đầu người ta nói rất là sâu sắc chỗ này. Một cái khía cạnh xung đột phổ biến, một lĩnh vực xung đột phổ biến, hay là một khu vực xung đột phổ biến cũng được. Đó là quần áo mà những đứa trẻ muốn mặc. Những bậc phụ huynh có thể nghĩ rằng những cái quần áo này có thể là sao các bạn? Những cái quần áo này nó sẽ phá vỡ những cái luật lệ và những cái chuẩn mực xã hội. Giống như con cái mặc quần hở nách, hở rốn rồi vậy, cha mẹ không có thích đâu. Nhiều người không thích. Nhưng quan điểm của thầy thì sau này thầy chỉ nói về quan điểm thôi. Đối với thầy thì nó có một cái sự tự do nhất định, sự thoáng nhất định. Con cái nó có cái sự quyền độc lập tự do riêng của nó, mình không thể can thiệp hết được. Hoặc có nghĩa là cái việc mặc quần áo này có thể là phá vỡ những cái chuẩn mực, những luật lệ của xã hội. Hoặc làm sao? Sao nhãng, làm cho những đứa con sao nhãng cái việc trường lớp, việc học hành. Thế thì hơn nữa này các bạn này, hơn nữa đó là bên cạnh đó, hơn nữa đó các bạn, bên cạnh đó cũng được, các bạn dịch là hơn nữa hoặc là bên cạnh đó cũng được, là gì? Một vài bạn tuổi teen muốn sao các bạn? Muốn những cái quần áo mà nó có cái nhãn hiệu thương hiệu, những cái nhãn hàng thương hiệu nổi tiếng đắt tiền đó. Đó, muốn những quần áo có thương hiệu đắt tiền, cái mà có thể dẫn đến một cái gánh nặng tài chính cho bố mẹ của họ, bởi vì nhiều bố mẹ không thể chịu đựng nổi cái giá quá cao, có nghĩa là không thể mua những cái loại quần áo giá quá cao cho con cái của họ. Một cái nguồn xung đột khác, một cái nguồn xung đột khác là cái cách thức, cái con đường, cái cách thức mà những đứa trẻ sử dụng thời gian rảnh của chúng. Bố mẹ có thể nghĩ rằng những đứa con của họ nên sử dụng thời gian rảnh, thời gian của chúng là hữu ích hơn, theo một cái cách có ích hơn, có lợi hơn, hơn là việc chơi game trên máy vi tính hoặc là chat chít online với bạn bè, nói chuyện với bạn bè. Nhưng những đứa trẻ thì không luôn luôn xem là như vậy, không luôn luôn thấy những điều như vậy, cái cách thức như vậy mà bố mẹ của chúng nói. Tức là nhiều đứa trẻ không thấy được cái điều đó. Và những cái xung đột nó cũng thể nâng cao lên. Đó các bạn ha, có là tăng cao hơn đó, nâng tăng cường lên từ những cái sở thích, đam mê, quan tâm khác nhau giữa bố mẹ và những đứa con của họ. Một vài bố mẹ có thể cố gắng áp đặt những cái sự lựa chọn của họ, sự lựa chọn của họ về trường đại học hoặc là sự nghiệp lên những đứa con của họ, bất kể là, bất luận là những cái sở thích của con cái của họ như thế nào, họ không quan tâm. Họ áp đặt, họ đắp đặt cái sự lựa chọn về đại học và sự nghiệp cho con cái của họ. Và thực tế là cái danh sách những cái cuộc xung đột, thực tế là danh sách những cuộc xung đột dường như là vô kể, gần như là không có giới hạn. Và một cái giao tiếp mở đó, có nghĩa là thoáng đãng, giao tiếp mở có thể thực sự sẽ giúp tạo nên cái sự tin tưởng lẫn nhau và hiểu biết lẫn nhau giữa cha mẹ và những đứa con tuổi teen của họ. Đây là một câu kết luận rất là hay. Cả cái này nữa, một câu kết luận rất là hay. Đó, hai câu đó tạo nên cái ý kết luận trong bài và rất là chuẩn. Vậy thì thầy vừa dịch cho các bạn xong thì chúng ta sẽ chọn những cái ý này
những cuộc xung đột nào sẽ xuất hiện đúng không? Nhìn vô đây, chúng ta chọn B ngay liền. C, D, B, C, D, E, F luôn. Đó, niềm tin của bố mẹ, niềm tin khác nhau của các bố mẹ khác nhau về mọi thứ liên quan đến con cái của họ. Cái A là chắc chắn là không có rồi, đúng không? Khác nhau về âm nhạc không nói rồi. Rồi sự phản đối của con cái đối với cách thức mà cha mẹ con đối xử nó như những đứa trẻ, chắc chắn rồi. Rồi sự phản đối bố mẹ đối với quần áo của đứa con của họ, ok luôn. Sự kỳ vọng của cha mẹ về cái sử dụng thời gian rảnh tốt hơn của con cái họ, ok luôn, có luôn. Và những cái quan điểm vô, những cái quan điểm rất là mạnh mẽ của cha mẹ về về giáo dục và tương lai nghề nghiệp cho con cái của họ, chắc chắn luôn. Cha mẹ và con cái có những cái niềm tin khác nhau thì cái chỗ này thì không đề cập lắm. Nói chung là B, C, D, E, F là chắc chắn. Như vậy là cái bài đọc 1 và bài đọc 2, 1, 2 này chúng ta cũng đã làm xong. Và hy vọng các bạn thấy các video của Mr. Long Linh tốt cho các bạn. Các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm các video tiếp theo. Và hẹn các bạn ở các video tiếp theo ở bài tập số 3, bài tập số 4 của phần đọc, cũng như là những cái phần nói, phần nghe, vân vân. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn các bạn các video tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào các bạn.